nếu ai đã từng chơi bóng bàn sẽ biết rằng không phải cứ vợt đắt tiền là sẽ đánh ngon mà sẽ phụ thuộc vào cách chọn vợt của người đánh cầm có vừa tay chắc chắn hay không ngày nay có rất nhiều chiếc vợt bị làm giả gắn mát thương hiệu mà người tiêu dùng không thể biết được vì vậy hôm nay shop nhật việt xin giới thiệu một địa chỉ uy tín mua vợt bóng bàn nội địa nhật chất lượng mời các bạn cùng tham khảo vợt bóng bàn được coi là một trong yếu tố then chốt quyết định về thành bại của trận đấu bóng Kỹ thuật tốt với sự hỗ trợ của vợt bóng chất lượng sẽ giúp người chơi kiểm soát đường bóng, kiến tạo ra những pha bóng xoáy, tốc độ nhanh và mạnh thúc đẩy việc tập luyện để chọn chọn mua vợt bóng bàn xịn nhất bạn cần biết cấu tạo của vợt bóng bàn. Nó bao gồm hai phần đó là cốt vợt và mút vợt. Mỗi bộ phận có cấu tạo thông số kích thước chuẩn nhất cho từng đối tượng tập luyện, vợt bóng bàn cầm tay AYWILL, bộ bóng bàn di động, hai vợt và ba vợt bóng bàn ping pong pong, mã spb 071 vcscqv được làm bằng chất liệu gỗ, cao su, cao su tự nhiên, tấm cao su tổng hợp với trọng lượng vợt khoảng 6,3 ounce, 160 g mỗi miếng. Một set gồm hai vợt, ba quả bóng bàn và một túi đựng đi kèm giúp bạn dễ dàng bảo quản, rất tiện lợi khi mang theo đây chắc hẳn là một trò chơi thú vị với đồng nghiệp trong thời gian công ty giải lao gia đình và người thân quây quần bên nhau hoặc trong một chuyến du lịch mặt sau được làm bằng cao su mềm lớp nền cao su mềm là lớp cao su của bề mặt tấm nó có bề mặt phẳng và diện tích tiếp xúc giữa quả cầu và bề mặt lớn hơn giúp quả bóng dễ dàng xoay chuyển Vật bóng bàn AYWILL được rất nhiều đối tượng sử dụng, kể cả những người mới bắt đầu chơi vì nó rất dễ kiểm soát bóng, những lưu ý khi sử dụng và bảo quản, không sử dụng hoặc lưu trữ ở ngọn lửa trần, vui lòng bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp như gác xép trong nhà, đất táp lô xe, cốp xe, vv, vật liệu sẽ bị hư hỏng dần nếu bạn cất giữ mà không sử dụng trong thời gian dài. Bỏ đi không sử dụng nếu bề mặt bị xỉn màu hoặc vết mờ và mờ, bóng bàn mềm ít nhất 75 độ. Vui lòng không cho vào nước sôi vì nó có thể bị biến dạng, tránh xa tầm tay trẻ em. Vậy mua vợt bóng bàn chuẩn hàng Nhật nội địa ở đâu? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp các sản phẩm hàng Nhật nội địa và dịch vụ mua hộ order hàng Nhật tốt nhất trên thị trường. Liên hệ với chúng tôi để đặt mua ngay vợt bóng bàn Nhật Bản chuẩn chính hãng chất lượng cao. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết quả bóng bàn loại tốt của shop Nhật Việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà tặng ý nghĩa cho người thân yêu.